Ui, quá trời cá cơm luôn. Ui, sống. Rồi, quá trời hải âu rồi. Quá trời nhẹn rồi. Đây là cả nhà, mẹ đi bán cá về bán được mấy ký mẹ? Bán được 124 kg, giá 5.500. Có cái bill không? Cái bill không? Giấy không? Giấy, bà không có ghi giấy mới đưa tiền. Là được 124 kg. Ủa tôm tích, tôm tích. Tích mình sao? Dạ. Con này hơi bé cả nhà. Được con cá đối nè. Đã cọng dây bên đâu thẳng hơn bên đâu? Bên đây nó bị mất đứt cọng nè. Mà thẳng bên đâu hơn bên đâu? Bên đây nó chồng xuống mà thẳng nè. Chồng sâu đứt. Bên đây chủ yếu có cơm nha, mùa này nước này chủ yếu có cơm. Cái mé cọc dây bên đây nó bị đứt cả nhà, nên là cha xuống cột lại rồi đi te tiếp. Bây giờ là 4 giờ mấy cả nhà, thì lúc 3 giờ và mấy chạy ở đây. Cá cơm, quá trời ơi. Ui, quá trời cá cơm luôn. Chiếc này cũng khá cả nhờ. Rai rai. Tàu xe ở đây luôn chưa? Cái này đâu khoảng mười mấy 20 kg á. Không còn cá đối rồi. Con cá đối nằm trên cối đá. Mình cào ra coi có đồ bổi gì không cả nhà. Tích được. Ui, có cá đuối. Cá đuối con. Đâu. Chủ yếu là cá cơm cả nhà. Đây có con lực. Quá trời hải âu rồi, quá trời nhẹn rồi. Ngựa nó bay kìa. Quá trời luôn. Rồi nó bay lại đăng cá kìa. Ôi. Thôi, cá xuống.
xương hả? Hai ba con luôn. Đây được. Cái này cá lim kềm á cha. Lim kềm mập. Lim kềm cả nhà ơi, kềm bự. Ba con. Ở đây có con lịch. Ba con lim kềm. Wow. Một ghen. Hai ghen, hai ghen mấy. Con nữa. Kem. Kem kèn cái nha. Cá bự vậy đó. Cái này có cá bự. Còn có cơm à. Có cơm hấp nóc. Con luôn. Khỏe quá trời. Chào cả nhà nha. Ba đứa con mình đây từ đêm tới giờ chờ mới tới hay về tới bờ chỗ này. Nguyên một đêm mưa gió giông giò. Quá mưa cả nhà ơi. Giông gió, sóng gió quá trời luôn. Nay te cái cơm mà sóng gió quá trời nha. Nói chung là cũng có đồ rai rai, có cái cơm rai rai nha. Te chắc khoảng trăm mấy ký nha. Trăm mấy ký à. Trăm mấy ký cái cơm nha. Với lại tôm cá rồi rửa ra. Rửa đồ ra lên căng luôn. Rửa lớn rồi lên căng.
lai xe ở bên mé biển Tân Thành vậy nè. Gặp trời nắng quá. Gió quá trời. Mưa. Mưa bão rồi kìa. Trời bão của bão. Đây nó, đây quay sáng. Cá cơm thì nó lộn tôm nha cả nhà. Tôm thẻ tôm bạc đồ á. Tôm tích cũng sắc đồ vô. Mới lựa ra. Rồi cái này là cá cơm mình để hốt vô mình bán luôn. Ở đây có chú đang đi dở lú nè cả nhà, dở rập. Chú này hồi hổm cái dịp mà bị bắt đi cách ly nè. Hơn kìa. Này nè nè cái mình bị bắt đi cách ly. Có đồ nhiều không chú? Đồ ít, đồ ít. Dạ xong rồi cả nhà ơi. Bốc vô ơi, chút nữa nước lớn rồi chạy vô cần. Được đâu khoảng trăm mấy, trăm mấy gần 200 không? Gần 200 kg không chắc. Con này nè. Nó cũng than nè, con nào con nấy cách không. Cá gom này thì nó mất tiền hơn, cá nhỏ thì mình lấy phân. Đây là cá ăn. Cơm. Cá út, cá đù, cá mùng gà. Bên đây là tôm tích nè. Cá lục cũ, như đồ bổi á. Hồi nãy có tè vô được con cá cha bằng rồi nha. Không biết là cá cha bằng hay là cá dứa nữa. Tại vì mình với cha lần đầu cũng thấy mấy con cá này nữa. Cá này cá gì cha? Cá dứa hay là cá cha bằng cũng không biết nữa. Đây là chút nữa nấu con chua ăn thử nè. Chết rồi cả nhà ơi. Để đăng trong đây nè.
Đây là cả nhà, mẹ đi bán cá về bán được mấy ký mẹ? Có được 124 ký, giá 5.500. Có cái bill không? Cái bill không? Giấy không? Giấy mà không có ghi giấy mà đưa tiền. Là được 124 ký. 600 mấy. Ở đây giấy điện thoại. Được bán được 680 ngàn là 124 ký ha. Tính ra là nhiêu ký ta? 5.500. Cá này chỉ cá nhỏ cả nhà, mình không có đem phơi được. Cá nhỏ phơi không được. Cá này nhuyễn lắm. Phải nó bự hơn chút là có giá, có giá. Phơi bán. Còn cá này người ta làm mắm, người ta làm thức ăn trong cá ăn cả nhà, không có làm mắm được. Nhỏ xíu à. Nhỏ người ta không có lặt được. Tại vì bự chút nữa là bán được 15.000 ký. Đúng rồi. Còn với lại được 124 ký cá cơm, với lại thùng cá này cá ăn này chắc khoảng 5-7 ký cả nhà. Rồi tôm bạc, tôm sắt, tôm thẻ rồi nè. Này cũng được 3 ký mấy á. Một rổ cá cơm này. Bộ cái cơm này chắc khoảng 5 ký cả nhà, 5-6 ký á. Này cái cơm than bự bự không à. Quá ngon luôn. Thì đó cả nhà ơi, cả nhà cứ tò mò là một ngày cho con mình bắt được bao nhiêu tiền thì hôm nay mình quay cho cả nhà xem luôn. Thì cá cơm hôm nay cũng có cá cơm cả nhà. Bán được đâu 124 ký. Bán được 624 ngàn hả mẹ? 680 ngàn. Nếu mà bán cá với lại tôm hết luôn thì chắc cũng khoảng được 1.500.000 cả nhà. Nói chung là tiền dầu thì khoảng 1 triệu. Lại đâu chắc cũng được khoảng vài trăm. Nói chung là cũng được cả nhà. Cũng kiếm sống được. Thôi thì cho con mình cũng xin dừng video tại đây nha. Hẹn cả nhà vào những chuyến biển tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ gia đình mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.